Em xin chào bà con, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô ở Thế Anh. Bên em thì chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Mọi người có nhu cầu mua bán hoặc là trao đổi thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888. Và bên em thì có hỗ trợ vận chuyển mua bán toàn quốc. Nếu có bác anh chị nào ở xa mà thiện chí chiếc xe nào thì vui lòng liên hệ em. Cọc cho em 30 triệu sẽ vận chuyển xe cho mọi người và phí vận chuyển là thêm 5 triệu nữa. Là cô bác anh chị lấy xe đi rồi. Ở bên em thì sẽ ship xe bằng xe lồng gửi vào cho bà con. Ở bên em thì vận chuyển vào trong hai khu vực miền Nam và miền Trung rất là nhiều nên uy tín chất lượng là hàng đầu rồi, nên là bà con yên tâm khi đến với bên em nhé. Và ngày hôm nay thì bên em lại vừa về thêm một mẫu xe sedan thuộc phân khúc hạng B, đến từ chất lượng của Nhật Bản, đó là chiếc Toyota Vios bản G xịn mọi người nhé. Xe em cam kết là không có taxi khoan đục nên là chất lượng của xe còn rất là tốt. Xe gia đình sử dụng mà con nhé, mang biển Quảng Ninh 14A14705. Chiếc xe này được sản xuất năm 2003. Động cơ máy là 1.5 phiên bản số sàn. Tổng thành xe là màu bạc mọi người nhé. Sơn xi còn rất là đẹp luôn. Xe trang bị màn hình cam lùi mọi người đây. Tổng thành xe đây còn rất là cứng cáp bà con nhé, sơn rất là long lanh. Trang bị theo xe là 4 quả la răng đúc đây mọi người này. Các tay nắm được mạ chrome hết rồi, về chắn mưa đầy đủ luôn nhé. Đây, em quay phần gầm bệ cho bà con tham khảo này. Gầm bệ của xe đây nhé. Gầm bệ sắt xi đây. Ồ, không có tí mục ngọt nào luôn nhá. Một trong những mẫu xe của quốc dân và với là một trong những mẫu xe đến từ thương hiệu của người Việt. Nó rất là bền bỉ và đồng cuối đá và được rất là nhiều người Việt chúng ta tin dùng lựa chọn. Thì dòng xe này độ tiêu hao nhiên liệu của nó rất là thấp bà con nhá. Và xe chạy rất là lành. Lốp dàn lốp đây mọi người này. Là răng đúc đa chấu thì rất là đẹp luôn nhá. Tháng phí em này thì đến tháng 2 năm 2021. Đây lốp đây mọi người này, là răng đúc đây. Cụm đèn pha của xe đây. Mặt cân năng của xe đây bà con này. Đèn pha nguyên bản theo xe. Còn tương đối là sáng luôn nhá, đèn sương mù đầy đủ này. Tổng thành của xe đây. Sơn xi rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 135 triệu nhá. Chỉ với 135 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Một mẫu xe nồi đồng cuối đá, đến từ chất lượng Nhật Bản. Và hãng Toyota là cũng là rất là nổi tiếng rồi. Và dòng xe Nhật thì hãng Toyota là cũng gần như là rất là nổi tiếng, gần như là đứng đầu thị trường xe Nhật. Đây mọi người này. Táp lô táp ly đây. Táp ly đây mọi người nhé. Em quan sát quay gần cho bà con quan sát này. Đó, da rất là đẹp luôn nhé, rất là bóng bẩy luôn, không có tí bong chóc chảy xước gì cả nhé. Chiếc xe này thì keo chỉ là không còn zin nữa, keo chỉ lôm rôm rồi, nhưng mà xe em cam kết là không lỗi nhé, không tai nạn, không ngập nước. Máy số gầm bệ em này em cam kết là cực kỳ là chất luôn các bà con nhé. Đây ghế da đây mọi người này, ghế da đây màu kem nhé. Táp lô của xe đây, màn hình cam lùi này, củ số đây, phanh tay đây, xe trang bị khóa khiển đây, và táp lô của xe đây rất là bóng bẩy bà con nhé. Vô lăng ba chấu này, trần thì đã được bọc trần 3D rồi, màu kem rất là sạch đẹp luôn. Đó. Nội thất thì tươi mới, xe không lỗi bà con nhé, không tai nạn, không ngập nước, không taxi khoan đục. Chỉ với giá là 135 triệu thôi là các bác anh chị đã sở hữu được một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2003 bản G xịn nhá, có phanh ABS rồi. Đây mọi người này, táp lô táp ly đây, rất là bóng mượt luôn. Hàng ghế thứ hai của xe này mọi người này, ghế da rất là đẹp luôn nhá.
có từng digit của xe đây, bà con để quan sát này. Đằng sau là có hai loa này. Trần nỉ 3D màu kem. Một form sedan hạng B. Rất là bền bỉ và đồng cuối đá. Đấy, mọi người có thể nhìn quan sát những đường viền cabo này, đường viền táp ly này, các khe hở rất là đều luôn nhé, đều đẹp luôn, không có tí hở hay cong vênh gì cả nhé, nên là bà con yên tâm xe không có tai nạn ngập nước gì đâu. Đây, nội thất của em nó đây rất là tươi đắn này, tam đô táp ly giang rất là đẹp luôn nhé. Một chiếc xe là còn cũng tương đối là chất bà con nhé. Chỉ với 135 triệu thôi là các bác và anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Vô lăng 3 chấu đây. Tắp lô đây. Không có cháy trước cái bong chóc gì cả này. Gương kính chỉnh điện này. Tắp lô tắp đi đây. Mà ghế da thì duy nhất là có ghế da bên lái này thì có một đoạn rách khoảng tầm gần chục phân đây. Giờ em sẽ để lổ máy lên cho bà con tham khảo tiếng máy nổ cũng như khoang động cơ của xe. Mặt đồng hồ của xe đây bà con này. Chỉ với 135 triệu thôi là có bác anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi. Bên em có hỗ trợ vận chuyển mua bán toàn quốc. Nếu các bác anh chị nào ở xa mà thiện chí được xe này thì vui lòng liên hệ em nhé. Cọc xe 30 triệu em sẽ ship xe lồng vào trong cho bà con. Đó. Rằng đầu máy mọi người này, xe không lỗi nhé. Khoang động cơ rất là sạch sẽ luôn. Máy nổ rất chất, không có tí rung giật gì cả nhé. Rất là êm luôn. Máy chiếc xe này lỗ cực kỳ là chất luôn bà con nhé. Đó, chỉ với 135 triệu thôi là bà con đã sở hữu chiếc xe này rồi. Mọi người quan tâm đến chiếc xe này thì liên hệ em nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video của em. Mọi người yêu cái kênh thì vui lòng cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ video giúp em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới của em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.